Trần Đạo. Dạ, kính mời quý Phật tử nha. Xích em Minh ơi, đưa tay lên. Dạ, Xích Rạng Đông rồi, kính mời. Sa thú lành thai, con kính cảm ơn cô nghe pháp, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức pháp, dặn đức tăng, con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 150. Buriso Baliwa Dowa Sapanya Tassana Wattha Thích Wattati Appasutta yang puriso baliwa do wa chirati mangsa nitassa watthanti panyatassana watthati. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Appasutta yang puriso baliwa dowa chirati mangsa nitassa watthanti panyatassana watthati. Appasutta yang puriso baliwa dowa chỉ tí mằng xà ni tát sa quát thành tí bằng nhà tát sa na quát tha tí. Kẻ kia kém học ít nghe, nở nang cường tráng to bè như trâu, lớn lên đống thịt lớn mau, nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền mới vào rung. Kính mời chị Trần Đạo, kính mời sis Ái Minh, dạ kính mời sis. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Quyền. Dạ, Ái Minh em kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 152. Cảm ơn chị Rạng Đông. Appasutta yang buriso paliwaddo vacchirati mangsa nitassa watthanti panyatassana watthati. Appasutta yang buriso paliwaddo vacchirati mangsa nitassa watthanti panyatassana watthati. Appasutta yang buriso Bali quan đô qua chi ra ti mang ta ni ta sa quát thanh ti bằng nhà ta sa na quát tha ti. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Appasutta yang buriso Baliwando vacchirati mansa nitassa vanthanti banyata sana vanthati. Appasutta yang buriso Baliwado vacchirati mansa nitassa vanthanti banyata sana vanthati.
Kẻ kia kém học ít nghe, nở nang cường tráng, to bè như trâu, lớn lên đống thịt lớn mau, nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ em kính mời chị Trần Đạo tiếp theo và em kính mời chị. Dạ, cảm ơn cô em. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sang Khai giả. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Tiểu Hiền cùng chư tôn đức tăng, kính lễ với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh pháp cú số 152 ạ. Dạ, cảm ơn anh Sích Anh Minh và chị Đăng Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Ba suốt tha dặn bồ đi số ba li wat tho wa chi ra ti man sa ni ta ngân sa wa thăng ti ban nha ta sa na wa tha ti ập ba suốt ta dặn bồ đi số ba li wat tho wa chi ra ti man sa ni ta sa wa thăng ti ban nha ta sa na wa tha ti. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng, đó là phổ tơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Appa sutta yang buriso pali watto wacirati nyasa mansa nittat sa wat thang ti bam nya ta sa na wat tha ti. Kẻ kia kém học ít nghe, nở nang cường tráng, to bè như trâu, lớn lên đống thịt lớn mau, nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng, đó là phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Dạ con đã kể xong ạ, xin gửi mic để cho đạo tràng ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sang Kha giá, con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Tuệ Quyền, kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 152. Áp bát xú tà dần phú rí sô bá lý quát đồ quá chi rá tí măng xà ní tát xá quát thành tí bành nhà tát xá ná quát thá tí. Áp bát xú tà dần phú rí sô bá lý quát đồ quá chi rá tí măng xà ní tát xá quát thành tí bành nhà tát xá na quát thá tí. Áp bát xú tà dần phú rí sô bá lý quát đồ quá chi rá tí măng xà ní tát xá quát thành tí bành nhà tát xá ná quát tha tí. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kẻ kia kém học ít nghe, nở nang cường tráng, to bè như trâu, lớn lên đống thịt lớn mau, nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và nghe pháp đã ôn bài xong, kính mời bàn tay lên ôn bài. Và còn bàn tay nào lên ôn bài không? Và cũng gần tới giờ, nghe pháp xin thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sằng Khà giá. Dạ, con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng. Dạ, vậy là chắc hết rồi, thôi nghe pháp xin tỉnh pháp sư. Rama cha lô ca thi pa tí sa hầm ma tí ca tâm cha lý an thí qua răng a già cha tha san tí tha sát ta ba ra cha ca chi tí
ca đề xê tú thăm măng a nú cầm bí măng bá chăng sắc thăm mát về riêm quý ná danh chá ca dân suốt tâm chá ban thăng a bí thăm má cầm măng a cô tá danh tô chá tú sắc chá đăng dân phá bồ thá này về phá lý xa giá mát chê ê quang xá hầm phá tí râm ma phá gá quan tăng á già chá thà tâm hí phá ê na tăng bút thô gà run nhê na thí hòa xá giá tăng hà bút thà giá phà đề na mỹ gá đa dằng cá tô gá tô quanh nhà quá quanh nhà quá già đá dồ này về á măng bà về xí thầm má tô ta tô phá phù tí xâm bút thô á nù nà thầm má đề xá năng ma gá quá xa ní đề xê xí sắp tà năng ách thá xít thá căn tê ná sa thú e yô phần tê đê xê tú thăm má đê xá năng sắp bà nhí thá bá rí xà giá a nú cầm bằng phí ca ta quê dạ nghe pháp đã thỉnh pháp sư rồi và hôm nay không có đầy đức quy niệm, con có thể thỉnh thượng tọa tệ quyền giảng sớm cho chúng con được học bài mới không? Nếu có thượng tọa trước mái, con kính thỉnh thượng tọa tệ quyền cho chúng con được học bài học ngày hôm nay. Và sư có trước mái không, cho con xin một tín hiệu và đặng con kính dâng mít đến sư. Nhà bữa nay không có ai giảng tự dựng hết. Dạ rặng đông có nghe rõ không? Dạ dạ thưa tượng trọ tệ quyền, sư có trước máy không, con một tín hiệu, nếu có kính thỉnh sư cho chúng con học bài học ngày hôm nay. Dạ bài học số 153, sư không có trước máy nghe pháp, nghe pháp đọc thêm đi. Đọc thêm bài thỉnh pháp sư để chờ thượng tọa vào. Dạ để nghe pháp thỉnh thêm. Ồ số lớn dữ lắm rồi. Dạ con thấy có bàn tay của thượng tọa rồi, con kính dâng mít đến sư. Dạ con kính thỉnh thượng tọa giảng bài học số trong pháp cú số 153 rồi ở cho chúng con, và con kính dâng mít đến sư. À, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, quý vị nghe rõ không ạ? À? Dạ cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng tôi sẽ thích nghĩa luôn, rồi chúng tôi sẽ giảng cái tích truyện. Thì sau khi chúng tôi kể sơ câu chuyện xong rồi thích nghĩa rồi nói luôn cho quý vị biết. Xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwade Misawakkhato Phakkawata Thammo Dhammang Namasami Supatipanno Phakkawato Savakka Sangho Sangkhang Namami. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật bảo, Pháp bảo,
và tăng báo nguyện nhờ quyền lực tam bảo hàng giáo hội đến chư tôn đức tăng quý trụ nữ cùng chư phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp quý vị. À, dạ nam mô bổn thầy, dạ dạ đến lễ đến thờ tôn thánh hạnh cùng chư tăng kính chào quý trụ nữ cùng chư phật tử. À, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái câu pháp cú này rất hay, câu pháp cú số 53 này rất là đặc biệt. Thứ nhất là chúng tôi sẽ nói qua cái câu chuyện rồi vừa thích nghĩa rồi sẽ giảng luôn. Vì vậy cô ấy mình sẽ cố gắng, cô ấy mình sẽ theo dõi và cô ấy mình sẽ thích nghĩa lên theo cái việc chung. Thì cái câu chuyện nó, sự thật ra thì câu chuyện nó rất là đơn giản. Khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, Đức Phật ngày khi ngồi dưới xin lỗi, khi cái câu chuyện này á là nó kể liên quan tới cái kệ của trưởng lão A Nan. Khi Phật ngồi dưới cội Bồ đề á, sau này ngài nói lại cho ngài A Nan một câu hỏi á. Dưới cội Bồ đề khi mặt trời lặn á, Đức Phật ngài chiến thắng với Ma Vương đêm đầu và ngài vén màn vô minh. Từ bao đời kiếp sống thì ở giữa đêm đắc chứng thần thông và cuối đêm vì lòng thương xót chúng sinh, ngài tập trung tư tưởng về cái nhân duyên và quán chiếu theo cái chiều thuận chiều nghịch và hướng đông. Đức Phật ngài giác ngộ một cách viên mãn vô thượng Bồ đề và ngài đã ca khúc khải hoàn trong chiến thắng của mình, tức là anekacha ti samsarang santhavisang anipisang gahakarang gavisanto dukkha jati punapunang. Thì hai câu chuyện, xin lỗi, hai câu kệ mà làm trong một câu chuyện, trong một cái câu chuyện vậy thôi. Thì chúng tôi giảng rồi còn chừa cho ngày mai cho vị giảng sư tiếp để mà người ta nói. Thí dụ ngày mai các vị đó sẽ giảng thích cho giải thích cho quý vị. Gá ca răng gá quê sân tô đục ca cha tí bù na bù na gá ca ra ca đi thô tí bù na gây hăng na ca sư sa ba tê pha su ca phạt gà gà cú tăng quý sân khá tăng quý sân sa gà tăng chết tăng thanh hà năng khá giam mai chờ gà tì. Tức là rồi cái câu thứ tư thì nó xác định rõ hỡi này cái người làm nhà kia, đây là rui, đây là mè, đây là kèo, đây là cột, ta đã bẻ, ta đã phá cái ngôi nhà đó rồi, tâm ta đã thắng đạt niết bàn, ta thảnh thơi. Thì cái câu pháp cú số 54 cũng là như thế. Trong một cái duyên sự này thì nói đến cái sự đắc đạo của Đức Phật, của một vị Bồ Tát trên đẳng chánh giác ở dưới cội Bồ đề, tức là xuyên qua, tức là tam minh á, túc mạng minh, sanh tử minh và canh cuối cùng ngài đạt được lậu tận minh. Chúng ta nhớ như vậy là được rồi. Thì đi, và khi như vậy đó thì quý vị biết ở trong này nó có một cái điều đặc biệt, tức là quán về cái lý nhân duyên, chiều thuận chiều nghịch và cuối cùng thì hừng đông, thì Đức Phật ngài đã giác ngộ một cách viên mãn. Dạ. Thì đó chính là cái tích truyện nó là như thế. Và ở đây cho chúng ta biết một cái từ mà anekacha ti samsara, nó là một hợp âm, nó hợp âm. Cái aneka tức là một, tức là ở đây tức là tiếp đầu ngữ ná ha, nó cộng với eka và tiếp đầu ngữ đó chính là aneka. Thì ở đây chúng ta biết là aneka cộng với cha tí cộng với samsara, nó làm cái như là một cái hợp từ. Thì ở đây nó đến cái gì, một cái chữ thứ nhất aneka nó là một tỉnh từ, không phải một mà là nhiều. Ná đây là bất biến từ mà nó ở tiếp đầu ngữ. Á hoặc là ná nó cũng đều là tiếp đầu ngữ hết. Và học tiếng Bali thì biết. Còn e cá tức là, e cá ở đây tức là số điểm. E cá 1, thí 2, thí 3, đến vân vân. Còn cái chữ cha tí này là danh từ mà nữ tính, đó rõ ràng.
là kiếp sống hay cái sự sanh ra. Còn cái điều này rất đặc biệt, samsara. Samsara nó có thể đây là một cái căn của nó là căn sanh, nó cộng với cái chữ sát, nó bằng cái chữ samsara, tức là nguyên cái vòng hay là cái cuộn mà nó xoáy. Từ cái chữ cũng vậy, cái chữ tiếp đồ ngữ sanh này, đây là một tiếp đồ ngữ sanh cùng hay là hoàn toàn, và chữ sát sát cái để chảy hay là chuyển theo, chạy theo. Thì cái chữ chẳng hạn như cái từ mà chẳng hạn như là samsarati, samsarati nghĩa là di chuyển một cách liên tục, thì vòng sinh tử là một cách liên tục. Ngay chỗ này cái vòng sinh tử luân hồi một cách liên tục. Thế đây kính thưa quý vị, thứ nhất là anekacchati samsaram có nghĩa là nói rằng trong cái gì, trong bao kiếp, kiếp sống tức là bao kiếp luân hồi, đúng ra thì sanh khởi luân hồi, sanh khởi kiếp sống, sanh khởi luân hồi, chúng ta nhớ như vậy. Ở đây cái chữ luân hồi samsara rất là đặc biệt, lang thang bao kiếp sống, tức là chúng ta chuyển nghĩa ra cho nó nghe hay như vậy, chứ quả thật là nghe cái âm thanh thôi, nhưng sự thật ra chữ samsara có nghĩa là cái luân hồi, tức là trở lại mà chúng ta nhớ là ở trong cái bánh xe gọi là luân hồi, vô minh duyên cho hành, và cuối cùng lão tử duyên cho vô minh, xin lỗi, lão tử xong rồi duyên lại cho vô minh, thì cái dòng xe patikisambapado quá và tham mô mà chúng ta gọi là lang thang bao kiếp sống hay là lang thang luân hồi. Xài cái chữ lang thang chứ sự thật cái chữ lang thang đây nó không có trong cái nghĩa này, nhưng người ta dùng một cái ý để mà nói lên cái sự ra đi của chúng sinh không có bến bờ, cái sự lang thang thì không có điểm dừng. Thì quả thật như vậy, cái sự luân hồi kiếp sống của chúng sinh nó không có điểm dừng. Chúng ta nhớ cái chữ luân hồi đó chính là không có điểm dừng. Luân và chuyển, hồi trả lại. Luân là luân chuyển mà hồi tức là trả lại. Một kiếp sống nó được luân hồi, nó được trả lại một cách liên tục như thế. Mà điều này tất cả chúng sinh do ái trầm luân, do vô minh che khuất, chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy qua cái câu thứ hai. Chúng tôi vừa thích nghĩa xong rồi chúng tôi nói là cái ý niệm đó, cái chữ santa vissang từ cái chữ sang, nó cộng với cái căn tha tức là tha quá tí hay tha rê tí, tức là sự chạy chạy. Cái này là một động từ, nó đi ra từ cái động từ. Đây là từ động từ, tức là đã chạy qua hay là đã đi xuyên qua, tức là động từ nó cộng với cái căn tha, tức là đã trải qua hay là đã đi xuyên qua hay là đã trải qua rồi. Từ cái chữ sang này là hoàn toàn, và cái chữ tha, cái căn tha này tức là căn chạy, gọi là chạy. Chúng ta nhớ như cái từ cái tiếng Bali nó đặc biệt chỗ này. Thí dụ bây giờ nó chỉ đọc cái này biết liền, như hồi nãy đọc cái chữ gì, cái chữ cha tí, xin lỗi, hồi nãy ở trên là cái đọc vô mà thấy được một cái chữ, chẳng hạn như cái chữ cha tí hay cái căn xăng hay cái xa là biết được cái gì là xăng xa đó, vân vân. Thế đây cũng vậy, khi thấy cái chữ căn tha đó, cái căn tha, căn tha đây tức là biết là chạy, nói lên một cái kiếp sống của chúng ta nó chạy, cái sự sanh tử của chúng ta nó chạy một cách liên tục như một cái tua quay,
nó như là một cái vòng tua quay. Và cái điều cái câu này rất là đặc biệt, cái chữ mà cái chữ anipisan, anipisan này chính là một hiện tại phân từ của anipisanta. Anipisanta đây là hiện tại phân từ mà nam tính, tức là nó chạy mà không có ngừng nghỉ. Chúng ta nhớ cái chỗ luân hồi nó chạy không có ngừng nghỉ. Đến kiếp người của chúng ta ngừng nó hả? Không, đến kiếp người nó đóng ba kiếp người và nó chạy lăn qua kiếp người, rồi nó chạy lăn qua kiếp thú, rồi lăn qua kiếp chư thiên, rồi lăn qua cái cõi khổ vân vân, tức là cõi vui cõi khổ nó lăn liên tục trong cuộc đời. Và như một cái bánh xe nó quay mà chúng sinh không bao giờ thấy, thấy cái xe nó đang chạy, chúng ta cho rằng xe đang chạy, chứ sự thật là bánh xe đang quay. Và nó đưa con người đi từ nơi này qua nơi kia. Rồi cái chiếc xe này đó chính là cái chiếc xe luân hồi. Bởi vì chúng ta dễ hiểu, không có ngừng nghỉ, nó không có gặp lại, nó không có không dừng lại được. Nó không có dừng lại, cái nó không có dừng lại. Đó là chắc chắn. Chính là chúng sinh mãi mãi xem cái gì không có có dừng nghỉ ở trên cuộc đời này, không có thể dừng lại được. Mà chúng tôi nhớ còn cái câu thơ rất là hay. Đời là một cuộc sống dài vô tận, ta kiếp tha nhân một chuyến tàu. Chuyến tàu còn có nơi dừng nghỉ, còn kiếp tha nhân mãi luân hồi. Cái thời của ai làm vậy? Nhớ nhớ cái ý niệm nó vậy đó. Đó là cái cách vậy đó. Cái chuyến xe, chuyến ga, chuyến tàu, lên xe ga tàu thì có trạm lên trạm xuống, rồi cái tàu đó, ga đó có dừng nghỉ, nhưng kiếp luân hồi của chúng sinh thì mãi ra đi. Dạ. Cái chữ thứ ba, là anipisan, santavisan, anipisan, anipisan. Anipisan ở đây có nghĩa là cũng là một hiện tại phân từ, cũng hiện tại phân từ. Cái anh tá, ma ná, anh tá. Khi chúng ta học tiếng Bali chúng ta biết anh tá, ma ná. Khi cái từ nó nằm như vậy thì tiếp đồ ngữ ní, cái tiếp đồ ngữ ní thì cái căn nó là căn cái căn ví. Santa anipisan, dạ. Anipisan thì cái căn ví, căn quýt cộng anh tá. Và tiếp đồ ngữ này nó đã tiếp đồ ngữ ní, tức là ní bí xăng, ní bí, tức là khi mà nó nếu như cái căn quýt này nó gặp một nếu như tiếp đồ ngữ này quý này, chữ vá đó mà nó gặp tiếp đồ ngữ, tức là một đầu ngữ đoạn âm, thì nó phải tăng cường. Nipá thì nó phải tăng cường hai lên cỡ nip, chứ luôn là nip bí xăng. Cái này nip bí xăng nó tăng cường một cái phụ âm lên nữa. Thì cái chữ ní ở đây có nghĩa là trong, mà cái chữ ví, quýt, tức căn quýt đó có nghĩa là đi vào. Khi cái hiệp tại phân từ nó gộp lại có nghĩa là ní cộng vít cộng anh tá và maná. Này chúng tôi nói anh tá và maná là hiện tại phân từ, có nghĩa là đi vào trong trong luân hồi đó đó. Gaha ka ra căng có nghĩa là từ cái chữ gaha ka ra cá. Đây nó chỉ là một cái danh từ nam tính thôi. Người thợ hay là người làm nhà, người xây cất nhà. Cái chữ ca rá là người làm. Mà chúng ta thấy biết cái chữ ga há danh từ nam tính là nhà,
mà nó tức là một một cái danh động từ, cái danh động từ nó gặp lại là nó tụng cũng từ cái chữ kara, cái chữ kara, cái căn kara cộng aka. Dạ. Mà nó trở thành là một cái người làm, cái người đang làm, cái người đang làm, cái người đang làm đó. Rồi cái chữ tiếp kế nữa là Gawe Santo. Gawe Santo, Gakaraka tức là cái người thợ làm nhà hay là cái người xây nhà. Một cái người xây nhà này. Mà cái người xây nhà này và cái chữ Gawe Santo, đây cũng là một hiện tại phân từ nữa. Tức là Gawe Santa, Gawe Santa là trong khi đang tìm kiếm. Nhưng cái gì? Hồi nãy tìm kiếm cái người để xây nhà, nhưng không gặp nhà. À, không gặp người đó nữa, không gặp người cái xây nhà. Tức là chúng ta tái sanh mà không đi tìm con người xây dựng cái tái sanh được, không thể tìm được cái người khởi sự cho tái sanh này, hay là cái nguyên nhân tái sanh này, chúng ta nói dễ tìm hơn. Rồi. À, tức là nó từ cái chữ đã còn Gawe Sati, tức là Gawe Santo. Gawe Sati đây là từ một cái đây, tức là nó Gawe nó là danh từ, nhưng điều sự thật tức là ở đây coi như là khi đang tìm kiếm, trong khi đang tìm kiếm ở đây có nghĩa là đúng ra thì ở đây nó phải xài là bất biến quá khứ phần từ, tức là sau khi đi tìm kiếm cái người cái ngôi nhà này, cái người đi tìm cái ngôi nhà này mà tìm không, tìm mãi không được, cứ đi tìm hoài mà tìm không được. Và cuối cùng đây là cái câu rất là biệt đúc khác cha tiết buồn nắp buồn năng, quá đặc biệt luôn. Đúc khác tức là sự đau khổ, nó là tỉnh từ, mà cha tí là sự tái sanh, sự tái sanh, sự hiện hữu, sự tiếp diễn là đau khổ. Mà chính là cái chữ cha tí cũng là cái từ chữ cha tí, nên cái sự tái sanh, cái sự tái sanh này. Thì ở đây kính thưa quý vị, khi nói thành một danh, đúng là cái này là một danh động từ rồi, sự tái sanh, chứ sự thật ra là cái tái sanh đó, cái chữ từ cái chữ cha tí. Dạ. Chính chúng ta là một con người đi từ cái sự tái sanh này đi tới cái sự tái sanh nọ, từ cái chỗ này đến cái chỗ kia ở trong cuộc đời. Đúng ra đó, giảng hết một cái câu kệ luôn thì nó rất là tuyệt vời. Tức là từ câu kệ này nó qua câu kệ kia thì nó sẽ là hàm tận. Nhưng điều chúng tôi chỉ nói ở trên cái điều này thôi. Thứ nhất là nói về cái vòng luân hồi. Vô thủy này có thể tỷ kheo là một chủ dài của luân hồi. Mà do cái gì làm nhân, do cái gì làm duyên, do vô minh và tha mái làm nhân làm duyên. Bà tích chứ xe mất ba đồ quay cho tham mô. Tức là cái sự liên quan tương sinh, cái này có mặt, cái kia có mặt. Đi tìm cái gì? Chính là vô minh có mặt, là toàn bộ khổ quẩn có mặt. Mà khi khổ quẩn chấm dứt, thì toàn bộ chấm dứt. Tức là khi minh diệt, khi vô minh diệt á, thì minh sanh. Mà vô minh không còn nữa thì toàn bộ khổ quẩn sẽ không còn còn hiện hữu nữa. Đây là một điều hết sức là đặc biệt. Ở đó có nghĩa rằng sau khi chúng ta không còn sanh tử, tức một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, đó chính là nói về Niết Bàn. Ở đây kính thưa quý vị, ai cũng thắc mắc rất là nhiều, tại sao như vậy? Sự thật ra là quý vị biết, nếu mà chúng ta nhớ đọc trong câu kinh đó là mà diễn văn ra đó, nước trong bốn biển mà chính Đức Phật ngài nói cho Bhattacharya nghe đó, nước trong bốn biển có nhiều ít hơn những giọt nước mắt sầu thiên sầu thương đau khổ tủi hờn mà con đã nhỏ xuống trong công cuộc tử sinh của niềm đau nỗi khổ cái vui cái buồn, còn hơn là bốn bể đại dương đã bao đời dâu bể tang thương. Nước này như là bốn bể, xương này như là núi non kia. Nói lên cái sự tái sinh như thế đó.
và một cái điều mà khởi lên cái tâm từ tâm bi đối với chúng sinh, đừng có sát hại, đừng có mắng giết, đừng có chửi rủa, đừng có làm hại lẫn nhau. Là ở đó nó nói cái gì? Từ trong quá khứ vô thủy luân hồi, đó nó nói cái gì? Từ trong quá khứ vô thủy luân hồi, chúng tôi và quý vị từng là anh em, từng là cha mẹ, từng là vợ, là chồng, là con, là cái với nhau, đã nợ tình nhau. Nếu như chúng ta khởi lên cái thiện duyên thì tất cả thiện duyên nó sẽ khởi lên, bởi cái từ tâm, từ bi tâm khởi lên thì mọi chuyện nó sẽ khởi lên. Còn nếu như chúng ta khởi lên cái ác tâm, cái bực bội, cái khó chịu, cái sân si giận hờn nhau thì kính thưa quý vị, nó sẽ khởi lên liền. Là tại sao như vậy? Nhìn một người rất là thương, như đã quen nhau từ thở nào, rất là thân, rất là chí cốt, rất là chí tình, rất là chí ái, mà tại sao một người nhìn sao mà thấy ghét vô cùng? Khi người ta không chọc, không ghẹo mình dưới chân, nhưng nhìn cái mặt là không ưa. Thì cái nhìn cái mặt không ưa, cái nhìn cái mặt không ghét đó là khổ thai của cái luân hồi, đã nợ tình nhau, đã gây oan chuốc oán cho nhau. Bây giờ bởi vì cái tu biết nó đặc biệt ở chỗ này. À, cái tu nó đặc biệt ở chỗ này là sao? Khi chúng ta biết được à, mình bực bội người này, rồi cái nghịch duyên, có nghịch duyên với người này, vậy thôi bây giờ mình tu rồi, đừng gây oan trái, đừng có oan trái với người, đừng có oan trái với người, chúng ta nhớ nhé, đừng có oan trái. Bởi vì sao vậy? Hôm nay gặp mà chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu, ngày mai chắc chắn sẽ gặp lại càng gần hơn nữa. À, chúng tôi thuyết pháp, chúng tôi nói cái này rất là nhiều, nhưng điều nó cũng vẫn là mới như bao giờ. Trời ơi, đúng khi mình hận tình, mình hận người, mình giận người, hay gì lời nói, hay gì tiền bạc, gì cái lời hứa, hay là gì cái chuyện tình riêng, tình tư gì đó ha, thù hằn không bao giờ nguyện, đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp người đó. Nhưng chúng tôi nói rằng cái nguyện của chúng ta được quyền chúng ta nguyện, nhưng cái nghiệp quả của luân hồi, cái mà chắc căn của Vahato và Đăng, hay là cái mà sansara, coi như sansara santha vi san adipi san, nó không có cho ta được phép làm như thế. Mà ngược lại, Phật nói thương phải xa mà ghét phải gần. Bắt đầu chúng ta ghét, chúng ta giận, chúng ta hận, chúng ta đối diện, chúng ta đối nghịch nó, thì nó lại càng gần hơn nữa. Cho nên Phật dạy cái sự xả ly cảm thọ đi, bỏ đi cảm thọ đau khổ đi, hãy tu tập từ tâm đi, hãy tu tập bi tâm đi, hãy tu tập xả tâm đi, và hãy tu tập quay về với cái gì, với cái định, với cái niệm, nó là như vậy đó, để chúng ta không phải đau khổ trong cuộc đời này. Chín người nó phải là 10 ý, mà chín người 20-30 ý, 40-50 ý, thôi kệ. Mô Phật, Nam Mô Phật, có nghĩa là thôi cứ nghĩ tưởng tới Phật, để chúng ta không phải nhìn, để chúng ta không phải thấy, để chúng ta không phải nghe những cái sự khó chịu, để thấy những cái sự khó chịu, và để suy nghĩ những chuyện khó chịu của người. Cũng như chúng ta cũng không có phải mà quá là mê thích, quá là xa lầy, hay quá là tin tưởng một cách tuyệt đối, thì đây chính là cũng là đau khổ. Nên như thế thôi, tất cả chúng ta có thuận có nghịch. Bây giờ đó ha, muốn thuận muốn nghịch cái dễ ợt, tự nhiên muốn ác tâm khởi lên cái tự nhiên tôi nhiều, nói tại sao cô ấy minh như thế này, tại sao cô lạc như thế kia, ví dụ chẳng hạn trong màn hình, tại sao cô đang đông như thế này, tự nhiên cái cái nghịch ảo đi, tự nhiên tôi không làm gì, tự nhiên sao mà lại la mình, lại cử nữ mình. Lúc nào mình cũng phòng chống, phòng thủ cái gì cái nghĩ rằng người ta xúc phạm mình, cái nghĩ rằng người ta nói xấu mình, cái nghĩ rằng người ta nghĩ xấu mình, mà mình tôi tốt à, tôi đúng à,
Cái đấy là thật đó quý vị. Nhưng điều mà sự thật đấy, bởi cho nên dẫu cho có sai, chúng ta cũng biết sai. Bởi vì phi chân mà tưởng chân thật tưởng tưởng phi chân, cho nên chúng ta phải đau khổ. Nhiều khi những cái điều nói thật mà chúng ta không nghe, mà nhiều khi chúng ta lại những cái điều mà không thật chúng ta lại nghe rất là khoái, người ta khen mình cái là khoái liền. Bây giờ mình già, tại sao bà sẽ cũng già, sẽ cũng còn đẹp quá, nhưng sự thật là khoái liền. Tại sao như vậy? Biết là nó xạo nó khen, nhưng người ta cũng vẫn chấp nhận cái xạo cái khen đó. Chính là phi chân mà tưởng chân. Và cái gì mà cái người ta chê, phải ta chê cái mà ta bình phẩm mình là mình sai hay là mình già hay mình dở, mình xấu, mình nghèo, mình khổ gì, cái là cái thật. Nhưng mình không chấp nhận cái thật. Tao nghèo thì kể cha tao, tao xấu thì kể cha tao. Hết chuyện rồi mày phải nói ra. Hết chuyện rồi mày phải, cũng cần thiết không mày phải nói như vậy. Đó chính là cái đau khổ của chúng sinh. Nó thấy thôi, cái thật mà không có chấp nhận. Ở đây một con người hiểu biết Phật Pháp phải đối diện với sự thật. Và nếu như chúng ta là một cái người lớn hơn, là những người cha, người mẹ, chúng ta mới biết nhìn nhận cái lỗi của mình đối với những người con cháu. Chứ phải lúc này chúng ta cũng đúng. Và chúng mới là một người thầy, chúng ta cũng đôi khi chúng ta cũng sai với những người đệ tử. Chúng ta phải biết cái điểm sai của mình, chứ phải nghĩ rằng mình là cha, là mẹ, là quyền, là mình không bao giờ sai. Mình lời nói, hành động và suy nghĩ của mình. Quan kính thưa quý vị, chính cuộc sống này nó sẽ tạo tác cho chính chúng ta. Nó đau khổ, buồn, vui gì cũng là như thế. Chúng ta quay lại cái câu Phật cú 1-2 đầu tiên, chúng ta nhớ. Chắc căng quá quá, hà tô ba đăng, chà ya quá quá, hà tô ba đăng. Tức là cái gì? Như bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Như bóng không, không rời hình. Cũng như thế. Trầm luân sanh tử, đau khổ, vui hay buồn là do bánh xe lăn này, như bóng không rời hình này. Chúng ta chọn bóng hay chọn bánh xe, đó chính là cái quyền của chúng ta. Và hãy nhớ rằng cái bánh xe lăn thì nó nhiều hơn là cái như bóng không rời hình, nhớ quý vị. Tức là chúng tôi xin nhắc lại cái câu đó, là đó là cái như là cái câu mà Manopapang Gama Thamma, Manopapang Gama Thamma, Mano Setha Mano Maya Mana Sache Padutena Pha Sativa Karotiva Tato Nang Đốc Kha Măng Vê Ti Chắc Căng Va Vá Hà Tô Pa Đăng. Đó, tức là cái gì? Tâm ý dẫn đầu, tâm ý làm chủ, tâm ý tạo tác. Nếu nổi hay làm bằng hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau, như bánh xe lăn theo con và kéo xe. Tôi đang trả bài thở xưa, bây giờ lúc tôi chừng tôi học 12, 13 tuổi, lúc mà tôi sẽ đi xong lão cái này. Đó, rồi ý dừng đầu các không biết làm chủ ý tạo tác, nếu nói hành động thiện thì an lạc sẽ bước theo sau, như bóng không rời hình, như nguyên nó vô cục. Thì ở đây cũng như thế, thì cái trầm luân sanh tử đau khổ của chúng ta lang thang bao kiếp sống này, những điều mà nó vui ít nó khổ nhiều. Tại sao vui ít khổ nhiều? Tại sao như thế kính thưa quý vị? Không sự thật, bởi vì tâm ác nó nhiều hơn thiện tâm, cho nên vui ít mà khổ thì nhiều. Và tham ái nó dẫn đầu, tham ái dẫn đầu. Và khi có tham ái dẫn đầu thì toàn bộ tất cả là niềm đau nỗi khổ sẽ bước theo sau. Là sao? Bởi vì tham ái tức là nhân sanh cái đau khổ. Khởi nhân đau khổ thì phải có quả, quả khổ xuất hiện. Một cái chuyện nó như là một cái toán học, ra cái đáp số rõ ràng và chắc chắn như vậy. Cho nên hiện thân của chúng ta là vui hay là buồn, là khổ hay là lạc, chính do hành động tạo tác. Mà nếu như tham ái khởi sanh dẫn đầu thì chúng ta đau khổ. Nếu như tham ái đó, mà tham ái đó nó dẫn đầu do cái gì? Do cái
cái hành động của tâm ác này thì sẽ quả ác này, và cũng như thế thiện tâm dẫn đầu thì sẽ là quả thiện cho tất cả những hành động thiện ác của chính mình ở trong cuộc đời, chỉ là do tâm này. Và chính cái tâm đó nó dẫn cái tâm, mà cái tâm gì nó dẫn đi luân hồi, chính là cái tâm tham ái nha quý vị, chính là cái tâm tham ái. Và tại sao có tham ái? Bởi vì khi nào tham ái có mặt thì khi đó có vô minh nó cơ sở. Bởi vì khi học về pháp chúng ta nhớ là si là gốc, ở trong đó nó có chứa tham và sân. Trong sân không có tham, trong tham không có sân. Bởi một cái dính mắc với cảnh đó là tham, để thụ hưởng vừa lòng khái khởi khái lạc với cảnh. Và cái sân này là một sự quý diệt với cảnh, cho nên hai cái đó là nghịch. Nhưng si nó chứa đựng cả hai luôn, vừa tham và vừa sân. Dạ, nó là gốc. Dạ, nếu mà hiểu biết Phật pháp thì nó là gốc, nó đi ra. Thì bây giờ chúng ta thấy cái trừ tầm luân sanh tử đau khổ là do chính ai? Chính mình. Không có một thần linh thượng đế nào tạo ra cái dòng luân hồi này cả. Nhớ như vậy. Mà do cái gì? Do tham ái và vô minh. Vô minh nó duyên cho. Đây, vô minh là gì? Phật tử mình thì bài bản rồi, không cần phải hỏi. Vô minh tức là bất tri khổ, bất tri diệt, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri tập, bất tri đạo, tức là vô minh. Mà chính vì không hiểu nguyên nhân sinh tử đau khổ, cái khổ, cái nguyên nhân và cái sự chấm dứt khổ và con đường để chấm dứt khổ bắt đầu. Bây giờ chính vô minh này mới dẫn tới hành. Ở đây là phục hành, phi phục hành và bất động hành, tức là hành động tạo thiện hoặc ác, hoặc là các cõi thiên thì phục hành để sanh về các cõi thiên. Chính những hành động này nó tạo ra cho vô minh chuyển hành, chuyển cho thức. Ở đây chính là thức tái tụ 32 quả thức tích tụ. Giờ tái tục ở đó cái gì? Hành duyên cho duyên minh, duyên cho hành duyên, thức tái tục. Cái thức ở đây không phải là thức là tưởng nhiệm, là nhãn nhĩ tiên tiên thân và ý thức, cái đó không phải. Mà thức ở đây là thức tái tục, thức duyên cho danh. Nếu giờ sanh về cái cõi thức duyên cho danh sắc. Nếu như thức này duyên cho danh ở cõi, các cõi thiền vô sắc thì duyên cho danh mà không duyên cho sắc. Nếu như thức này duyên cho danh sắc thì ở đó các cõi thiền và các cõi dục. Nó như vậy hiểu. Và danh sắc này khi có danh sắc có mặt thì các chúng ta gọi là các cái môn hay các căn, các môn nó có mặt. Năm cái nơi dẫn nó sẽ có năm đường dẫn, năm cái đường linh hay sáu cái đường linh đó dẫn đi. Đó chính là sáu đường linh dẫn đi. Cái đường dẫn đó chính là đó. Cái danh sắc duyên trên lục nhập. Nhập đây tức là đưa đi vào đó. Đây, sáu cái này lục nhập duyên cho. Mà có nhập vào thì nó dẫn đi thì nó có cái xúc. Xúc là gì? Bị hỏi gì đó. Hỏi của mình thế nào là xúc? Thế là xúc trong khi ấy. Thế nào là xúc? Hỏi đại thấy trước mắt xúc là gì quý vị? Xúc là sự chạm, đúng, xúc là sự chạm. Mà sự chạm chạm như thế nào? Duyên cho lục nhập duyên cho xúc. Xúc ở đây sự giao thoa, sự gặp nhau của, nghe rõ, căn cảnh và thức sinh xúc. Nó có đường dẫn vào. Mắt nhìn thấy màu đỏ, bây giờ chúng tôi nhìn thấy cái hoa hồng của Hải Minh đánh lên thì trước nhất là phải có cái gì? Phải có căn, căn tức là phải có nhãn căn, phải có cảnh sắc, phải có cảnh sắc màu đỏ này. Căn cảnh và thức này, khi có nhãn thức này thì mới có cái gì? Khi có nhãn thức này thì mới có nhãn xúc xuất hiện. Cho nên
Xúc là một sự gặp gỡ của căn cảnh và thức sanh xúc. Chúng ta nhớ cái đó, nó theo chi pháp luôn, căn bản luôn. Thì lục nhập thì duyên cho lục xúc, tức là nhãn xúc, nhĩ xúc, thiệt xúc, thân xúc, thì nhãn xúc, nhĩ xúc, thiệt tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Và sáu xúc này duyên cho, xúc duyên cho sáu thọ. Sáu xúc duyên cho sáu thọ, quý vị nhớ nha. Sáu thọ duyên cho, duyên cho cái gì nữa? Thọ duyên cho sáu, sáu ái luôn, nhãn ái, nhĩ ái, thiệt ái, thân ái và ý ái. Và duyên cho sáu thủ luôn, nhãn thủ, nhĩ thủ, thiệt thủ, thân thủ và ý thủ luôn. Thế chỗ này khác á. Rồi tới chỗ này, thủ nó duyên cho cái gì? Bảo tồn và gìn giữ chấp thủ nó, mà nó biến diệt do cái sự vô thường, do cái sự đổi thay. Không thể nào mình sống mãi, sống phải có cái sanh khởi lên, phải có già chết, đau khổ. Khi mà cái sanh có mặt thì phải có cái gì? Già chết có mặt. Cho nên bây giờ chúng ta sợ chết là bởi vì chúng ta tham sống, mà chúng ta đâu có thể sống hùng, sống mạnh, sống mãi được. Trường sanh mà bất lão bao giờ đâu, không có. Và thế là chết. Khi chết thì giữ không được, thì mà sợ chết đồng nghĩa rằng muốn sống, muốn sống thì cho mày sống. Đó chính là xúc duyên cho, xin lỗi, ái duyên cho thủ giữ không được, thủ duyên cho hữu, cho sanh hữu và nghiệp hữu xuất hiện. Và sanh hữu nghiệp hữu này bắt đầu khởi sanh một kiếp sống mới. Sanh hữu đó và nghiệp hữu đó dẫn đi ở cõi khổ, cõi vui, cõi là nghèo, xấu, tốt, xấu, đau khổ, tuổi hơn gì đó. Đó là một cái tạo thành một cái, đó là cái chỗ mà samsara, cha tới samsara, cha tới samsara, cha tới samsara, tức là một kiếp sống luân hồi. Tới đâu này? Hữu duyên cho sanh hữu nghiệp hữu, và sanh hữu nghiệp hữu có mặt thì là cái sanh, sanh có mặt, sanh có mặt thì già chết sầu bị khổ u não có mặt. Và thế là dẫn đầu vô minh cử như thế, hồi nãy chúng tôi nói rồi đó. Đó là cái gọi là patichasamuppado và tham mô, tức là liên quan tương sinh. Cái này có mặt thì cái kia có mặt. Hữu thủ có mặt thì chắc chắn rằng sanh hữu nghiệp hữu có mặt. Sanh hữu nghiệp hữu có mặt thì dẫn một kiếp sống mới, dẫn một cái sự tái sanh mới. Đó là một sự samsara, cái chữ cha tới samsara, cha tới samsara. Và thế là nó dẫn chúng ta đi từ nơi này đi qua nơi kia, mà trong dòng sanh tử triền miên đau khổ không bao giờ có ngày dừng lại. Là do cái gì? Do chính chúng ta không có liễu tri, không có liễu tri, không có từ bỏ, không có từ bỏ, không có liễu tri các khổ, không có từ bỏ và không có buông bỏ các cái tham ái, thì chúng ta phải vòng quanh trong cuộc đời này. Đó là cái sự tái sinh, đó là sự cái tái sinh. Đã bao đời dâu bể tan thương, phải thật sự bây giờ chúng ta đang làm kiếp người, kiếp chúng sinh đó. Này, quý vị nhớ một cái điều rất là đặc biệt nha. Tôi sinh ra khổ quá, tôi sinh ra tôi dốt quá, tôi nghèo quá, tôi xấu quá. Nhưng kính thưa quý vị, đừng có so sánh. Trời thôi, thôi thà vậy, nếu vậy thôi, coi như là tôi thà làm con chó mà nó còn sang hơn làm cái con người mà nó khổ vô cùng. Chó cũng được thương, cũng được người ta nuôi được, người ta săn sóc nó hơn cái con người. Cái sự so sánh đó là cái sự so sánh đúng là phi chân mà tưởng chân. Con chó nên là con chó, nó ở cái cõi khổ, còn dậu cho cái người nghèo khổ nhưng ở cõi vui, nó vẫn có phước gấp trăm ngàn lần hơn là con chó, hơn là con thú mà được cưng, được nâng niu, được điều mệnh, được săn, được chăm sóc, được nâng niu triều mến, thì chó cũng vẫn là chó. Kiếp
kiếp của súc vật thì nó vẫn là súc vật, hay là kiếp sau sinh chớ làm người, hay là làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Nói như vậy là đây là một đoạn kiến. Chúng ta không có quyền mà nghĩ rằng là rồi chúng ta vô tri vô giác được. Không có chuyện đó, không có cái chuyện đó. Mà dòng sinh tử đau khổ này, khi thật sự một khi chúng ta nhìn thấy mà chúng ta ớn ốc cái gì. Bây giờ đó mình làm kiếp người, nhưng điều mà 50 kiếp trước đó, hay là kiếp trước đó mình ở địa ngục, ở giữa chảo dầu nó bị nó bầm, nó chặt, nó như thế này như thế kia chúng ta, hay là giữa chảo dầu cũng như là luộc như là nhúng vịt mà nhúng gà vậy đó. À, thì cái sự đau khổ nó như vậy. Mà lạ lắm quý vị, ở cái địa ngục phải chết cái sinh lại liền, chết sinh lại liền. Để mình bị hành hạ, cái đau thương, cái khổ á, cái khổ thọ nó một cách liên tục ở cái nơi đó. Cũng như người bị bệnh như đó, phải trải qua cái cơn bệnh đau khổ vô cùng. Mà khi mà chúng ta bằng thân ác, bằng khẩu ác, ý ác đối với người, mà chúng ta đánh đập, mà chúng ta hại người, hay là chúng ta tìm mưu sâu kế độc để cho người ta đau khổ, hay là gây cái sự chia lìa sự vật, coi như là chia lìa lứa đôi, hay là chia lìa cái sự thật, đánh vỡ ma phá vỡ cái hạnh phúc của người, hay là phá vỡ cái sự ăn cái sự hạnh phúc cái sự an vui của người ở cái cuộc đời này, nó là một tác động mà vô dòng sanh tử của chúng ta. Cho nên không có nói rằng là tại một ai tạo cho tôi như vậy, mà chính là chúng ta mạnh được yếu thua. Mình khôn hơn người ta thì mình cũng ăn hiếp người ta, mình giàu hơn người ta thì mình cũng xem thường người ta, rồi mình địa vị hoặc là học thức của mình, hay hoặc là cái tâm tư của mình, nói chung mình có phước hơn người ta, cái đầu mình khinh khi người khác, thì mai sau chúng ta thấp hèn. Hay chúng ta có nhiều cái tâm so sánh, cái tâm ngã mạn, cái tâm ganh tị, tất cả là cái gì kính thưa quý vị, tất cả là nó hàm ẩn ở chiếc bán để cho tất cả chúng ta đau khổ, triền miên đau khổ. Và chúng ta luôn luôn đi tìm cái gì, tại sao, và trách hờn trong cuộc đời này, tại sao tôi sinh ra, vì sao xấu, cái số tôi nó như thế này, tại sao ông trời ơi coi như là đắng cay quá, tại sao mà đời coi như là trời cao không thấy tôi khổ như thế này, vân vân. Sự thật không ai làm cho mình khổ, mà chính là cái nghiệp khổ của mình đã tạo. Tuy thấy cái nhân lớn hiện tại như thế đó, nhưng tại sao người khác không bị mà mình bị? Đây là sự thật, kính thưa quý vị. Cho nên vì vậy, ở trong cuộc sống, trong cuộc đời này, nếu chúng ta hiểu, nếu chúng ta biết, thì chúng ta mới thấy cái giá trị tu tập là một chuyện hết sức là lớn. Sợ luân hồi mà toan yểm cái hành vi của mình. Chúng ta nhớ, sợ luân hồi mà toan yểm, tức là chúng ta biết dừng tay, biết dừng tay lại, biết dừng tay lại, biết dừng miệng lại, biết dừng tâm lại. Hãy nhớ hạ đau lưu tình. Và phải nắm và biết trước được. Rồi ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Quả thật rất là buồn. Quả thật rất là khổ. Nhưng quả thật kính thưa quý vị, cái dòng sanh tử mình phải chịu cái sự tan thương nhiều như thế đó. Những gì mình thương yêu quý trọng nó mất, nó vỡ. Những gì mà khó chịu, đau khổ oán hờn, nó lại đổ về cho mình. Đó là chính là cái sự tình nó như vậy. Cho nên ở đây, nếu như chúng ta đó hiểu biết được, nắm bắt được, thì chúng ta mới thấy rằng cái dòng sanh khởi của luân hồi là cho chính tham ái và vô minh làm nhân làm duyên. Và chính tham ái vô minh làm nhân làm duyên đó mà đưa chúng ta sanh từ cái cõi này qua cõi kia, và đưa chúng ta trầm luân sanh tử từ vô thủy cho tới hôm nay.
Và cuối cùng Đức Phật Ngài thấy, Ngài nói dạy cho chính chúng ta thấy đó, buông bỏ tất cả mọi chấp thủ, hãy đừng có nắm giữ những cái chấp thủ, rồi tất cả những cái buồn cái vui sẽ vô thường, những gì chúng ta có nó sẽ vô thường hết. Mà cái gì vô thường sẽ dẫn đến cái sự khổ đau, mà sự khổ đau đó tại sao mà chúng ta tại sao mà chúng ta lại phải coi như là quán hờn trách móc với nhau chi? Hiểu biết Phật pháp, biết tha thứ, biết Phật pháp, sống biết rồi cũng qua, chuyện gì cũng sẽ đi qua, khổ nhất cũng đi qua, vui nhất cũng đi qua, thế là vậy đó quý vị. Dạ, yeah. Xin có đôi điều gửi đến quý vị qua cái buổi giảng hôm nay, câu Phật cú số 153, mong tất cả chúng ta được an lạc, được tấn hóa. Xin kính chấm dứt thời nhận thức nơi đây. Trước khi dứt lời, kính dâng phần Phật lành đến Đức Trời Giáo Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên, những chúng sinh, những chư vị chân linh, ký linh, giác linh, âm binh A-tô-la tại chùa cũng như tại nơi bản nhiên cũng như nơi của vị, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa. Xin dâng phần Phật này đến cho sư Tây Luật, mong cho sư được sớm khỏe hơn. Thì sư cũng đang bệnh cũng rất là nặng, không biết thì cũng sẽ theo vô thường thôi. Bây giờ chỉ là đúng là nó coi như đó chỉ là chắc chắn rằng là nó phải tới phải tái sinh. Nói như vậy là để như Pháp Ông Liên mới hỏi là dạ, xin cảm ơn, dạ nó là như vậy, xin còn bệnh rất là nặng, và mong cũng kính cầu nguyện phước đức cho sư, mong cho sư được an lạc, được tấn hóa, và kính chia điều đến toàn thể, mong tất cả chúng ta hiểu được, biết được tại sao chúng ta khổ, do tham ái làm nhân sinh đau khổ, và sự đau khổ của linh hồn này bắt đầu từ tham ái, mà nhân sinh đau khổ đó, nhân sinh tham, nhân sinh cái khổ đó chính là nhân sanh tham ái, cũng là nhân của luân hồi cho chúng ta buồn vui khổ đau trong cuộc đời này, mà bao năm bao kiếp luân hồi nó là những thế, để tất cả chúng ta sợ luân hồi mà tôn niệm cái hành vi, chúng ta tạo những cái phúc thiện pháp độ ba la mật, để tất cả chúng ta chấm dứt cái vòng sinh tử như Đức Phật đã chỉ dạy. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sanh Kha Gia. Dạ, xin mời quý vị. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số 153. Ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sabbe devata sappabuddhana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sabbe devata sappadhammana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sabbe devata sappasankhana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin do hóa của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa minh hạnh Thượng Tọa Tuệ Quyền đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Dạ đúng rồi, sư Quy Niệm bị tai nạn xe tải
em té gãy xương bắp dế mà bị nhiễm trùng, phải ổ mổ lại một lần nữa, sức khỏe cũng kém lắm. Dạ. Còn sư Trương cũng bệnh nặng, cũng kém lắm. Dạ. Muốn dạ kính thông báo nghe, nói với huynh Phan Ni. Dạ. Chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ya deva ta santi vihara wa sini thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ada de na pa wan tu vu chi ta so thiên ca rôn tê tha vihara măng đá lê thê ra cha mát cha na wa ca cha bít ca wo sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca ra ma cha đề sa ni ra ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu tê cha na mu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa ti cha tê sa pe pi đục khát sa tròn tu sang kha yang tha tu ki răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga na sang cô hô tu sa mắc ngô wa a tha ya cha hi ta ya cha âm hệ rất khăn tu sắc thầm mô sắp về pi thầm ma cha ri nô út thêm xâm pa phu ni ya ma thầm ma ri ya pa về đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, nghe pháp xin xuống mic.